Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 20 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Triển khai công tác tuyên giáo, thông tin đối ngoại và báo chí 6 tháng cuối năm 2022. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Công bố điểm chuẩn thi lớp 10 năm học 2022-2023. Chương trình phát thanh kết nối 92,7, kết nối những niềm vui. Công an tỉnh mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến giao thông. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên giáo, thông tin đối ngoại và báo chí 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Đào Hồng Vận đã nêu bật kết quả của ngành tuyên giáo và các cơ quan thông tấn báo chí Hưng Yên 6 tháng đầu năm 2022. Đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu với cấp ủy các cấp, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo. Ban tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương của tỉnh, tham mưu các nội dung tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Công tác thông tin đối ngoại tiếp tục tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là quán triệt đường lối, quan điểm chính sách đối ngoại theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo tỉnh. Các sự kiện hoạt động đối ngoại được thông tin tuyên truyền kịp thời đến cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toàn nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm, ngành tuyên giáo, các cơ quan báo chí cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị, rà soát, triển khai nhiệm vụ gắn với phong trào thi đua của tỉnh, của địa phương, đơn vị, kiên quyết chủ động tham gia phản bác những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, nhằm bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng, đồng thời định hướng công tác tuyên truyền quảng bá sâu rộng hình ảnh đất và người Hưng Yên. Đài truyền hình như vừa rồi có một số cái việc làm cũng hết sức là thiết thực. Tôi nói ví dụ như là cái khai thác, chúng ta có khoảng gần 300 cái di tích lịch sử mang tính truyền thống cách mạng, là các đồng chí đã xây dựng theo những cái chủ đề từng của cái di tích một, là khai thác sâu chứ không mang tính là đưa tin, khai thác sâu hơn về giá trị lịch sử của từng cái di tích để tuyên truyền cho dân. Đấy là hai, là những cái việc cụ thể chúng ta đã khai thác sâu hơn để đưa tin, thì đấy là cái thế mạnh thế bốt để chúng ta. Thì tôi nghĩ là cũng theo cái hướng này để chúng ta đi sâu hơn vào các cái việc cụ thể để chúng ta tuyên truyền, làm rõ hơn những cái luận điểm, cùng với đó là sự phù hợp với sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh, để hoặc là với nghị quyết của Trung ương, để chúng ta tuyên truyền gắn với cái việc thực tiễn của địa phương chúng ta. Hưng Yên thì cũng rất nhiều cái khó, nhưng mà do là công tác tuyên giáo và tuyên truyền báo chí đi trước một bước, cho nên có những việc chúng tôi vào làm giải quyết dễ hơn, tạo được sự đồng thuận nhanh hơn trong quá trình tổ chức thực hiện. Thì đấy là đây là cái mà tôi thấy là cái điểm mới trong 6 tháng mà chúng ta đã làm sâu hơn, sâu sắc hơn. Thì đề nghị là ngành tuyên giáo cũng như ngành báo chí tuyên truyền và các cơ quan thông tấn báo chí là tiếp tục phát huy cái này. Làm sao là khai thác sâu hơn cái trầm tích văn hóa của Hưng Yên, này từng góc độ một, để chúng ta trung hòa lại để chúng ta phát triển. Bây giờ chúng ta thu hút đầu tư đã khá tốt rồi, nhưng cái mảng phát triển du lịch của chúng ta, khai thác những cái di tích giá trị lịch sử văn hóa của Hưng Yên thì chúng ta còn có độ trễ. Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toàn và đồng chí Đào Hồng Vận tặng hoa quà chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022. Lãnh đạo vùng 1 Hải quân tặng hoa chúc mừng Ban tuyên giáo tỉnh ủy và các cơ quan báo chí của tỉnh. Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng và thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Cuộc họp xem xét các nội dung gồm dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu,
kế hoạch thực hiện nghị quyết số 30 năm 2022 của Chính phủ, ban hành chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện kết luận hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 của tỉnh Hưng Yên. Sau khi nghe báo cáo nội dung của các cơ quan đơn vị và ý kiến góp ý của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên, trên cơ sở ý kiến góp ý của các sở ngành, khẩn trương hoàn thiện dự thảo để trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với các nội dung còn lại, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với nội dung, đồng thời yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung thực hiện một số nội dung trong thời gian tới. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chính phủ với các địa phương về công tác y tế và phòng chống dịch bệnh. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh. Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến ngày 18 tháng 6 năm 2022, cả nước đã ghi nhận trên 10,7 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 9,5 triệu người đã khỏi bệnh, đạt 89%, trên 43.000 ca tử vong, chiếm 0,4%. Trong tháng 5, cả nước triển khai được khoảng trên 3 triệu liều vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, 2,5 triệu liều mũi 1 và 500.000 mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Số ca mắc COVID-19 trong thời gian qua có xu hướng giảm mạnh, nhưng số mắc mới được ghi nhận tăng nhẹ trở lại tại một số tỉnh, thành phố. Các bệnh dịch lưu hành như sốt xuất huyết, chân tay miệng xu hướng gia tăng do đang bắt đầu vào cao điểm mùa dịch. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, bao phủ vaccine là chìa khóa đảm bảo cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng an toàn trước đại dịch COVID-19. Vì vậy, ngay sau cuộc họp, ngành y tế phải phối hợp với các sở ngành và địa phương tích cực tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4, ra soát thống kê đầy đủ theo từng nhóm đối tượng để có kế hoạch cụ thể trong việc triển khai tiêm chủng, đảm bảo các điều kiện an toàn trong công tác triển khai tiêm, xây dựng các mục tiêu cụ thể và thời gian theo đúng lộ trình của Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. Điểm chuẩn được đánh giá phản ánh đúng chất lượng và tính cạnh tranh của kỳ thi. Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2022-2023 dao động từ 12,4 đến 18,55 điểm. Phần lớn các trường đều có điểm chuẩn cao hơn so với năm ngoái, nổi bật như trường Trung học phổ thông Phù Cử tăng 2,6 điểm, trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão tăng 2,15 điểm, Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo tăng 2 điểm. Trong đó, trường Trung học phổ thông Mỹ Hào có điểm trúng tuyển cao nhất, trường Trung học phổ thông Nam Phù Cử có điểm trúng tuyển thấp nhất. Các thí sinh trúng tuyển vào các trường là thí sinh đạt điểm chuẩn và tất cả các bài thi đều đạt trên 1 điểm. Toàn tỉnh có 106 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2. Đối với lớp 10 Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, điểm chuẩn dao động từ 29,25 đến 37,45 điểm. Toán và Ngữ văn là hai lớp chuyên có điểm cao nhất. Ngoài lớp chuyên Sinh học và Hóa học, tất cả các lớp chuyên còn lại đều có điểm chuẩn cao hơn năm ngoái. Trong đó, điểm chuẩn lớp chuyên Vật lý tăng 4,85 điểm, lớp chuyên Văn tăng 3 điểm, chuyên Sử tăng 2,8 điểm. Các thí sinh trúng tuyển vào các trường là thí sinh đạt điểm chuẩn và tất cả các bài thi đều đạt trên 2 điểm. Thưa quý vị và các bạn, từ số đầu tiên lên sóng phát thanh Hưng Yên vào ngày 1 tháng 8 năm 2021, chương trình phát thanh tương tác trực tiếp kết nối 92,7 đã ngay lập tức chiếm được cảm tình và sự mến mộ tin cậy của quý vị thính giả trong và ngoài tỉnh. Gần một năm qua, đội ngũ biên tập viên, kỹ thuật viên, dẫn chương trình và thư ký kết nối đã thực hiện gần 300 chương trình phát thanh trực tiếp hàng ngày, là cầu nối đưa những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến người dân một cách thiết thực và hiệu quả. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022.
Kết nối 92,7 là chương trình phát thanh tương tác trực tiếp với thính giả đầu tiên trên kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong khoảng thời gian 2 tiếng, từ 8 giờ đến 10 giờ sáng hàng ngày, đây là chương trình cập nhật những tin tức thời sự, bàn luận những vấn đề nóng đang được dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời tương tác trực tiếp với khán giả về các vấn đề, vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu cùng nhiều khó khăn thách thức trong quá trình tác nghiệp. Ekip thực hiện chương trình đã và đang nỗ lực để chương trình luôn mới, nóng, hấp dẫn và gần gũi với thính giả gần xa. Thực sự thì không chỉ với các MC đâu, thì các bộ phận trong cả ekip thì đều cũng có những cái khó khăn vất vả khác nhau, như là đạo diễn, biên tập này, họ phải thức khuya dậy sớm để cập nhật các tin tức, rồi các anh chị kỹ thuật cũng phải đến rất là sớm để chuẩn bị thiết bị máy móc. Một cái điều rất là quan trọng đối với một người MC khi mà dẫn chương trình trực tiếp đó là mình không có xác định được rằng là trong cái chương trình hôm đó thì mình sẽ phải đối mặt với những cái tình huống như thế nào, cho nên phải chuẩn bị cho mình một cái tâm thế thật là tốt. Có thể là bên ngoài kia thì đang gặp chuyện này, đang gặp chuyện kia, nhưng đã bước vào phòng thu thì phải có một tâm lý tốt nhất, thì khi đấy thì mình mới có thể lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu cùng với những cái câu chuyện, những cái vấn đề của thính giả gặp phải. Và Ngọc Anh cũng may mắn được ngồi ở đây để kết nối trò chuyện cùng với tất cả quý vị thính giả thân thương ở khắp mọi miền của Tổ quốc. Cả ekip sẽ làm như thế nào để truyền được những cái nguồn năng lượng tích cực nhất cho quý vị thính giả để mà cuộc đời của chúng ta thêm yêu đời, thêm lạc quan và thêm tươi vui hơn. Qua gần một năm lên sóng, chương trình Kết nối 92,7 đã thông tin kết nối với hàng nghìn lượt thính giả Hưng Yên và thính giả đến từ các tỉnh thành như Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam, Bắc Ninh, Hòa Bình, Nam Định và các tỉnh thành phía Nam. Nhờ sóng Kết nối 92,7, không ít thính giả đã tìm được đồng đội, người thân, bạn bè. Tôi thấy như này này, khi công tác chuẩn bị biên tập, thông tin thời sự nóng hổi đấy, rất cơ bản, chọn lọc, gọn và đầy đủ, thì đáp ứng đúng những cái yêu cầu yêu thích của khán thính giả đấy. Rồi về cái giao lưu tương tác ấy, thì phải nói là hai xin là rất khéo léo về hoạt ngôn, cởi mở. Tháng 9 năm ngoái thì là kết nối được với Đài thì đã nhờ Đài tìm được một số bạn ở đơn vị cũ. Vâng, vui quá. Quá giờ chương trình á, em mới cho vợ lên mới đây á. Là em lên đây cảm ơn chương trình. Với tiêu chí khán thính giả ở đâu, Đài Hưng Yên có mặt ở đó. Vì vậy, Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên còn đưa chương trình Kết nối 92,7 phát trên các nền tảng số như phát trên ứng dụng Hưng Yên TV Go của điện thoại di động, phát trực tuyến trên website hungyentv.vn và kênh TikTok Truyền hình Hưng Yên. Hiện mỗi số phát sóng Kết nối 92,7 trên kênh TikTok của Đài đều thu hút hàng trăm lượt người nghe và xem trực tiếp và hàng trăm nghìn lượt người theo dõi. Khi mà đưa vào sản xuất cái chương trình này thì cũng rất là nhiều khó khăn về trang thiết bị, khó khăn về con người. Thế nhưng mà chúng tôi xác định là khó cũng phải làm, vì cái nâng cao cái chất lượng chương trình và đáp ứng cái yêu cầu của khán thính giả, cũng như là cái công tác thông tin, chỉ đạo, truyền tải những cái hình ảnh của tỉnh Hưng Yên, những chính sách mới của tỉnh Hưng Yên trong cái công tác thu hút đầu tư, trong cái phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là những cái chính sách mới. Và cái chương trình này nó ra đời thì nó đã đáp ứng được ba cái tiêu chí: một là thông tin, hai là giải trí, ba là chia sẻ, mà đã thu hút được một cái lượng rất là lớn khán giả ở mọi miền đất nước. Và cái chương trình này thật sự là nó thiết thực. Chính vì từ cái chỗ nó thiết thực như thế thì ngày càng cái số lượt mà về tương tác với chương trình thì rất là lớn. Thưa quý vị và các bạn, với nền nhiệt độ nắng nóng gay gắt có khi tới 37-38 độ C trong những ngày qua và dự báo tình trạng này còn kéo dài nhiều ngày tới, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân, đặc biệt có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt. Ngay trong ngày 20 tháng 6, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Nắng gay gắt nhất là vào thời điểm từ 11 giờ đến 15 giờ chiều. Cảm giác oi bức kéo dài đến tối. Tại khoa thần kinh nội tiết Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, những ngày qua, số ca bệnh nhân nhập viện liên tục tăng, trong đó nhiều bệnh lý liên quan đến ảnh hưởng của thời tiết. Trong những ngày qua thì số lượng bệnh nhân vào viện điều trị tại khoa là tương đối đông. Trung bình mỗi ngày khoảng độ 10 đến 15 bệnh nhân, có những ngày cao điểm lên đến 20 bệnh nhân một ngày. Liên quan đến bệnh lý trong cái thời tiết nắng nóng này thì rất là nhiều, đau đầu, chóng mặt, những cái biểu hiện rối loạn tiền đình, uống ít nước có thể gây nên là tụt huyết áp rồi là suy thận cấp.
Những bệnh nhân bệnh nền đái đường, tăng huyết áp, bệnh lý tim mạch sẵn có thì có thể dẫn đến những cái đột quỵ. Trong những ngày nắng nóng như thế này, người dân hạn chế tối đa cái việc ra ngoài trời nắng nóng, đặc biệt là những giờ cao điểm giữa trưa. Nếu như có cái việc cần thiết phải ra ngoài thì chỉ ra tiếp xúc với nắng nóng, làm sao mà hạn chế cái thời gian ngắn nhất có thể. Cần phải có những cái biện pháp phòng hộ, uống đủ nước và ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Những bệnh nhân mà đã có bệnh nền, rồi là người già và trẻ em thì phải chú ý theo dõi sức khỏe. Các vấn đề bất thường thì cần phải đến cơ sở y tế để khám và kiểm tra. Người dân cần lưu ý khi thấy một người nghi ngờ sốc nhiệt, say nắng với các biểu hiện bất tỉnh hoặc nôn mửa, co giật, khó thở, tim đập mạnh, nhiệt độ cơ thể lên đến 40 độ, da khô, tâm lý bồn chồn, lo âu, cần nhanh chóng gọi xe cấp cứu, sau đó sơ cứu hạ thân nhiệt như nhanh chóng di chuyển bệnh nhân tới khu vực mát mẻ, cởi bớt quần áo, lau người, dùng các biện pháp chườm mát vào vùng cổ, nách, bẹn, liên tục đo thân nhiệt, tuyệt đối không cho người bệnh uống các loại thuốc hạ sốt, nên cho dùng các loại nước lọc, nước ép trái cây, nước điện giải. Với thời tiết nắng nóng như hiện nay, mỗi người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống nắng nóng, nâng cao sức khỏe nhằm tránh những bệnh lý dễ mắc phải. Sáng nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên tổ chức giao quân nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Thời gian gần đây, tình hình tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản và sức khỏe của nhân dân. Như vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Bắc Giang, Hòa Bình. Để ngăn chặn kịp thời những nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông do người tham gia giao thông sử dụng nồng độ cồn, các phương tiện vận tải vi phạm cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng, các phương tiện vi phạm về tốc độ. Cùng với đó, tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm trong vận tải hàng hóa, chở quá tải trọng, tập trung kiểm tra xử lý trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, các tỉnh lộ xa khu vực đông dân cư, điểm đen thường xảy ra tai nạn giao thông. Đáng chú ý, lực lượng chức năng tăng cường áp dụng biện pháp xử lý vi phạm qua hình ảnh, xử phạt nguội để nâng cao hơn nữa ý thức của người tham gia giao thông. Trong đợt cao điểm, chúng tôi sẽ huy động tối đa lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát ở các cái tuyến địa bàn diễn ra những cái hoạt động quá khổ quá tải, tập trung kiểm tra xử lý các vi phạm nồng độ cồn, xử lý những cái hành vi vi phạm về nồng độ cồn trên tuyến đường thủy, tập trung xử lý những cái phương tiện chở hàng quá dấu vạch mất nước an toàn, cái phương tiện chở hàng hóa không hóa đơn chứng từ. Trường hợp cố tình chống đối việc kiểm tra xử lý, cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng sẽ bị xem xét xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ hoặc gây rối trật tự công cộng. Đối với các trường hợp vi phạm là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang gửi về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định. Ngay trong ngày đầu ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 20 trường hợp vi phạm tốc độ và xe chở hàng quá tải trọng. Thời gian thực hiện cao điểm trong 3 tháng, từ ngày 20 tháng 6 đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2022. Nhằm nâng cao năng lực giám sát quản lý địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, việc triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đã góp phần giữ gìn bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, hệ thống trên 100 camera giám sát an ninh trên địa bàn thành phố Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào sẽ đi vào hoạt động. Các camera được lắp đặt tại các trục chính ngã 3, ngã 4 trên địa bàn thành phố Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào. Hoạt động của hệ thống camera giám sát, nhất là về tính năng tự động phát hiện vi phạm về quy định trật tự an toàn giao thông để người dân nắm được, tự giác chấp hành quy định khi tham gia giao thông. Đồng thời, răn đe các đối tượng có ý định phạm tội, vi phạm pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giám sát, tố giác tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hỗ trợ công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, công tác điều tra, truy xét, khám phá các vụ việc hình sự, kinh tế ma túy. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, các camera cũng ghi lại hình ảnh người tham gia giao thông vi phạm để cơ quan chức năng xử lý phạt nguội. Chương trình thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của đài như ứng dụng di động Hưng Yên TV Go.
trên website tại địa chỉ hungyentv.vn, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube truyền hình Hưng Yên HITV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.